Xin chào mọi người, các bạn ơi, vừa rồi thì các bạn đã lắng nghe lời Hoàng Văn Tân chia sẻ với chúng ta về những khó khăn khi giao tiếp tiếng Trung đúng không nào? Và đặc biệt là những người đang làm văn phòng muốn học tiếng Trung nhưng lại không có thời gian, hay là những bạn đang làm cho các công ty Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, và trên thế giới này thì có 1,4 tỷ người đang sử dụng tiếng Hoa. Vậy thì làm thế nào đây? Ngày hôm nay thì Liên Thảo xin được giới thiệu cho mọi người cuốn sách Tiếng Hoa giao tiếp 100 vạn lượng ngày biên soạn Hồ Văn Tân. Nào, hãy cùng Liên Thảo tìm hiểu nhé. Đầu tiên thì khi mà chúng ta mở cuốn sách này ra thì sẽ nhìn thấy được là trong cuốn sách này sẽ có 3.000 từ vựng và 2.000 mẫu câu, trong đó thì có 1.000 từ vựng về các chuyên ngành trong công ty. Và những từ vựng trong này thì vô cùng đơn giản và dễ hiểu và vô cùng dễ dàng để áp dụng cho các thực tế về các lĩnh vực khác nhau như là bất động sản, văn phòng phẩm, về du lịch và khám phá, buôn bán và các nghề lễ. Cùng với đó là tất tần tật những cái ngành nghề các lĩnh vực khác nhau. Và với cuốn sách này thì các bạn sẽ vô cùng đơn giản và dễ hiểu hơn khi có phiên âm cùng với đó là file MP3. Nào, hãy cùng Liên Thảo học cuốn sách này để có thể dễ dàng giao tiếp tiếng Trung sau 101 ngày các bạn nhé. Hi, xin chào tất cả mọi người. Vừa rồi Liên Thảo cũng đã giới thiệu đến tất cả mọi người về quyển sách Tiếng Hoa giao tiếp 101 ngày. Và bây giờ mình sẽ mở quyển sách ra và xem nội dung bên trong là như thế nào. Và các bạn có thể thấy quyển sách này là phiên bản mới và vừa được xuất bản, rất là đẹp. Chúng ta sẽ mở ra, bên trái sẽ là một cái chữ ký của người biên soạn quyển sách, đó chính là thầy Hồ Văn Tân. Và mỗi quyển sách sẽ kèm theo là một tờ hướng dẫn để truy cập vào cái file nghe. Đây. Về phần từ vựng thì các bạn thấy là bên trái của chúng ta là tiếng Trung, chính giữa sẽ là phiên âm và bên phải sẽ là tiếng Việt, rất rõ ràng và cụ thể. Về mẫu câu cũng tương đương như vậy, bên trái tiếng Trung, chính giữa là phiên âm, bên phải là tiếng Việt, rất rõ ràng và cụ thể. Các bạn còn chờ đợi gì nữa, hãy đặt ngay trên tay mình một quyển sách Tiếng Hoa giao tiếp 101 ngày để hỗ trợ về kỹ năng vốn từ vựng cũng như giao tiếp trong cuộc sống và đặc biệt là trong công việc của các bạn. Và hiện tại sách 101 ngày bán rộng rãi trên toàn quốc, Bắc Trung Nam đều có bán nha tất cả mọi người ơi. Và kể cả bên Trung Quốc, Đài Loan, bên mình vẫn có ship qua.